Chiều ngày 17 tháng 1 năm 2022, Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên tiếp tục tổ chức cho 3 hộ dân xã Tân Dương đủ điều kiện giao đất ở các khu tái định cư Bắc Thăm nhận vị trí đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồi Bắc sông Cấm. Tại hội nghị, các hộ dân đã được thông qua các quy định về phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho các hộ gia đình cá nhân tại khu tái định cư Bắc sông Cấm. Phương án giao đất, tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở vào khu tái định cư Bắc sông Cấm và giải thích cụ thể về vị trí đất bốc thăm đối với từng nhóm đối tượng. Tại hội nghị đã có 3 hộ dân thực hiện bắt thăm nhận vị trí đất, trong đó có 2 hộ chính và 1 hộ phụ đủ điều kiện tham gia bắt thăm nhận vị trí đất tại khu tái định cư. Việc tổ chức bốc thăm nhận vị trí đất tại khu tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm đảm bảo nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, công bằng, công khai và minh bạch. Ngay sau khi các hộ dân bắt thăm, các phòng ban chuyên môn của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.